Tiểu sử Thắng Ma Tà dân anh chị quận Tư Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng Một cụm từ quen thuộc với dân Sài Gòn trước năm 1975 là du đãng quận Tư Những năm Mỹ sang, khu cảng vùng quận Tư thu hút đủ loại giang hồ từ cao cấp đến mặt hạng Kho 5, khu 20 thước, hẻm 148 tôn đản, oxy gạch, xóm dừa, hẻm chùa giác Quang, tôn thất thuyết, cầu dừa, hãng phân, xóm dừa khu sân banh Gò Mụ, viện Bài Lào, hẻm Hiệp Thành. Hàng loạt địa danh mà nghe qua, người dân lương thiện thành phố không khỏi dùng mình. Không phải khi không mà Giang Hồ Quận Tư trở thành nỗi ám ảnh của nhiều nơi trong thành phố. Với những khu dân cư phức tạp đa thành phần, nhiều kẻ ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, học móc túi giật đồ trước cả khi học chữ, thì nơi đây đã cung cấp cho Giang Hồ các nơi hàng loạt đàn em chịu đồng chém, đổi lấy chút quyền lợi. Tuy vậy, một số du đảng cũng vượt thoát khỏi tầm cỡ xóm lù bù quận từ để trở thành tay gộc. Trong đó đáng kể nhất là Lê Văn Đại, tức Đại Ca Thầy, Trương Văn Cam, tức Nam Cam, và một số cái tên đã làm nên tên tuổi của dân quận từ những năm 90 như Phước Nhám, Cường Ghen, Lệ Hòa, Châu Phát Lai Em, Bà Kiệm, Tuấn Vũ, vân vân Còn nhỏ hơn thì phải kể đến Thắng Mã Tả, một chuyên gia ăn bày, sát thủ thứ thiệt tại quận từ Tiểu sử Thắng Mã Tả Thắng Ma Tà tên thật là Chu Đức Thắng, sinh năm 1975, ở phường 14, quận 4, từng phạm tội cướp tài sản khi mới 15 tuổi. Năm 1993, y sử dụng mã tấu gây rối trật tự công cộng và chào đón tuổi thành niên của mình bằng mức án 12 tháng tù. 3 năm sau bị bắt với tội cướp giật, y lại tiếp tục ngồi tù 18 tháng. Sau lần ra trại này, y đã vươn lên thành đối tượng hình sự chuyên nghiệp, không chỉ tiến hành cướp giật, trộm cắp mà còn có dấu hiệu tham gia những vụ thanh toán trong bóng tối. Thằng Mata lập băng nhóm chuyên dình cướp giật tài sản của người nước ngoài tại các quận trung tâm gây án rất táo bạo. Năm 2000, trong một lần ăn hàng tại quận nhất, bị phát hiện và bắn thủng đùi, y vẫn chạy thoát thần. Tiếp đó trong cuộc truy đuổi trên đường Trần Xuân Soạn, y nhảy xuống sông lặn mất tâm, làm cảnh sát hình sự ngờ ngác. Được biết trong giới cướp giật Sài Gòn những năm 90-2000, Thắng Mata được xếp vào dạng thứ dữ, bởi sau khi có tất cả những thông tin cần thiết bằng ăn do chuyên nghiệp sẽ lên kế hoạch và ăn do cũng dựa vào tốc độ của xe cũng như tài nghệ lạng lách để đao tàu của tên cầm tài chính vì vậy gần như luôn có cuộc cạnh tranh của các bằng nhóm để giành về cho mình những tay nài giỏi nhất thắng mã tả để từ thân tín và là sát thủ bậc nhất của lũng đầu bò là một loại nài được cưng chiều như vậy do gã chạy xe khá giỏi lại có máu lì lợm coi trời bằng vung còn trước đây tay cầm tài số 1 Sài Gòn là 6 nhỏ. khổ nỗi hắn chỉ quen làm ăn một mình và ăn cơm nhà tù nhiều hơn ngoài xã hội. Không những tham gia vào những phi vụ ăn bày, Thắng Mát còn là một sát thủ thứ thiệt khi đã từng thanh toán những đối thủ của lũng đầu bò trong việc giành địa bàn làm ăn. Cụ thể để giành lấy vị trí khả dĩ trong giang hồ, trong lúc khu hẻm 148 tôn Đản, sông mạc chính của Nam Cam đã có bỏ lục, hung thần quận tư làm bảo kê, Cụ nhất đành phải liên kết với Lũng để mở một cuộc chiến tạo tiền tuổi. Gã và Lũng bàn bạc để cuối cùng đi đến một quyết định chọn mục tiêu là Phi, Lượng, Em Ruột Dũng Rừng, Con, Châu Phụ, vốn là một đối thủ cạnh tranh địa vị với Lũng. Sát thủ chính được chọn là một thằng trẻ con, Thắng má Tà, tên của thằng nhóc, vốn được Lũng và Má Nguyệt nhận ra bản lĩnh nên cưng chiều nó hết mực. Sự việc xảy ra cũng nhanh như lúc bàn bạc nạn nhân bị chém te tua và sát thủ từ tốn bỏ đi. Vốn thừa kinh nghiệm đối phó với giang hồ, gia đình sau khi đưa nạn nhân vào trung tâm cấp cứu quận từ đã cho người cảnh giữ. Nhận ra một số dấu hiệu lạ khi một vài chiếc xe chở bọn giang hồ làng vàng đến khu vực y tế, lập tức chuyển nạn nhân vào trung tâm cấp cứu Sài Gòn, đồng thời gọi điện thoại báo cho công an quận nhất. Số sát thủ được lệnh đến hạ thủ cho tiền nọc đã phải lùi bước trước cảnh sát hình sự quận vây chặt hai cửa ra vào của bệnh viện. Rồi sự việc cũng quả đi như hàng loạt sự việc khác động trời, không kém ở mảnh đất quận tư. Từ những vụ việc như thế này, số má của thắng má tà trong dưới giang hồ Sài Gòn ngày càng tăng hơn. Tuy nhiên đi đêm nhiều có ngày gặp mà. Ngày 30 tháng 1 năm 2001, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh truy nã chủ Đức Thắng. Gần đây đội đặc nhiệm phát hiện Thắng cầm đầu một băng cướp mà đồng bọn gồm những tên đang có lệnh truy nã như Nguyễn Văn Đặng, Cường Mắt Lộ sinh năm 1977 ở phường Tân Kiểng, quận 7. Trần Thanh Dũng, Dũng Bồ, sinh năm 1971, tạm trú ở Bến Vân Đồn. Trên đường, Thắng chở Dũng bằng chiếc Suzuki Sport để ăn hàng, còn Cường đi xe Future cả địa. Bằng phương thức này, tối ngày 1 tháng 12 năm 2001, chúng đã cướp giật chót lọt chiếc điện thoại di động của anh P tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cử. Đêm ngày 30 tháng 1, trong đợt bùa vây chấn áp tội phạm phục vụ Tết Nhâm Ngọ, đội đăng nhiệm phát hiện vây bắt được Thắng và Cường đang trên chiếc future tìm con mồi. Cảnh sát điều tra thành phố đang kêu gọi tên còn lại là Trần Thanh Dũng ra trình diện. Sau khi đội đặc nhiệm công an thành phố Hồ Chí Minh bắt được tên chủ Đức Thắng, tức Thắng Ma Tà, sau đúng một năm truy nã, y là kẻ cầm đầu băng cướp giật hoành hành lâu nay ở thành phố. Tên còn lại đang được kêu gọi đầu thú. Liên quan đến vụ giết người dã man, ngoài ăn bay, thanh toán giang hồ, Thắng Ma Tà còn liên quan đến một vụ giết người dã man do thua cá độ bóng đá. Cụ thể vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2000, chị Nguyễn Thị Xuyến, nhân viên khách sạn Quyền Thanh, 212 Đề Thám, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, gọi điện thoại vào phòng nhưng không thấy trả lời nên dùng chìa khóa riêng mở cửa phòng làm vệ sinh. Khi vào phòng, chị phát hiện có mùi thối nồng nặc nên gọi xuống báo cho tiếp tân. Chủ khách sạn cùng bảo vệ lên kiểm tra thì thấy có 4 túi xốp ni lông màu đen giấu dưới gầm giường chảy nước ra màu nâu đen. Cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh lập tức có mặt tại hiện trường, xác định những bọc ni lông này chảy ra một dòng nước nâu đen rất hồi thối. Trong bốn túi đó là những bộ phận của cơ thể một con người. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân chính là anh Ngũ Lương, ngụ tại 28 An Dương Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hành nghề kinh doanh vàng bạc ở 28 An Dương Vương, phường 9, quận 5. Cơ quan điều tra cũng xác định sau khi giết chết anh Ngũ Lương, hung thủ đã dùng dao tháo xác chết ra từng mảnh bỏ vào bọc để di chuyển xác nạn nhân nhằm phi tang. Đây là vụ giết người man dợ gây xôn xao trong dư luận. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27 tháng 5 năm 2003, hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chính đen trai là người giết chết anh Ngũ Lương để quỳ số tiền thua cá độ 441 triệu đồng và tuyên phạt đen trai án tử hình về tội giết người. Theo nhận định của bản án sơ thẩm, đen trai là người chủ động sắp xếp kế hoạch dẫn Ngũ Lương đến khách sạn Quyền Thanh để rồi nạn nhân bị giết chết. Nguyên nhân là do không muốn trùng độ ông Ngũ Lương nên bị cáo đã dùng hung khí hoặc ngoại lực tác động vào đầu cổ nạn nhân. Do vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi giết người. Đến trai và gia đình kêu oan ngày 14 tháng 5 năm 2004, Tòa Phúc Thẩm Tòa Nhân dân Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ án này. Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng trong quá trình điều tra, bị cáo đen trai khai có người thứ ba tên là Ot sang Việt Nam. Nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ được, tại hiện trường thu được vân tay, mẫu tóc. Kết quả giám định cho biết, mẫu tóc thuộc nhóm máu ồ, cần phải xem xét, lấy mẫu tóc và vân tay của ọt để giám định và so sánh với mẫu vân tay và mẫu tóc thu giữ tại hiện trường. Về lời khai của đèn trai tại cơ quan điều tra, rằng có quen biết với thắng mã tả. Cơ quan điều tra có cho nhận dạng, nhưng đèn trai không nhận được do lâu quá không nhớ. Tuy nhiên theo cấp phúc thẩm, cần phải cho đối chất giữa đèn trai và thắng mã tả. Đặc biệt trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ ba lô của đèn trai, nghi có dấu máu nhưng lại không niêm phong theo quy định mà chỉ có ghi vào biên bản khám xét. Ông Ngô Đình Trấn, nguyên thẩm phán tòa nhân dân tối cao, người được phân công làm chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cho biết. Trong hồ sơ vụ án có nhiều chứng cứ mâu thuẫn, chứng cứ quan trọng nhất là có một bao ni lông đựng bộ phận cơ thể của nạn nhân thu được tại hiện trường có dấu vân tay. Nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không trưng cầu giám định dấu vân tay này để xác định rõ chứng cứ phạm tội, nên Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt người phạm tội. Như nhận định của bản án phúc thẩm, một trong những chứng cứ mấu chốt của vụ án là phải xác định cho được dấu vân tay và mẫu tóc tại hiện trường là của ai. Kết quả giám định xác định Hai mẫu vật trên không phải của ông Ngũ Lương và đèn Trai. Điều này cũng đồng nghĩa với việc có người thứ ba xuất hiện tại hiện trường và chắc chắn có liên quan đến cái chết của ông Ngũ Lương. Nhưng người này là ai? Đến thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định được. Tuy nhiên sau đó không có bằng chứng, vậy nên không thể kết tội thắng mã tà lẫn đèn trai. Sau tất cả những phi vụ của mình vào thời gian từ trước năm 2001, thắng mã tà đã phải chung một khóa trước khi trở về lại quận tư hoạt động kín kẽ hơn. Sau thời kỳ giang hồ thống trị vào những năm 90-2000, hiện tại hoạt động của các băng nhóm tội phạm hiện nay tuy không nổi đình đám như trước, nhưng vẫn có đất sống nhờ vào hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ và chém thuê. Có thể kể một số băng nhóm như Tâm Đào Phủ, quận Thủ Đức, Phong Quyền, quận Gò Vấp, Minh Tàn, thường tụ tập ở khu vực vòng xoay Phú Lâm, quận 6, Dũng Nẫu và Thắng Má Tà, quận 4, trong đó Dũng Nẫu cũng là một tên tuổi khá có tiếng thời Nam Cảm cho đến nay. Băng của Dũng Nẫu và Thắng Mát Tà tại quận Tư có khá đông đàn em, hoạt động trong lĩnh vực trần giặt gái, bảo kê quán nhậu và quán cà phê ôm, chém mướn và đòi nợ thuê khi có hợp đồng. Ngoài ra tại quận 8, khi các đại ca như Đại, Hoàng La Gim về vườn, bọn đàn em tiếp tục lập băng để đòi nợ thuê, tham gia xử các vụ tranh chấp thiếu nợ. Tiền công mỗi lần thỏa thuận được tính theo tỷ lệ 50-50. 40-60 hoặc 30-70 Khi có hợp đồng Các băng giang hồ huy động hàng chục đàn em Tới điểm tranh chấp Tự ý cắm cọc phần dành Nếu là đất Hoặc dùng số đông khống chế nạn nhân Xâm nhập gia cư người khác bất hợp pháp Được biết hiện tại thì thắng mã tà Vẫn đang còn hoạt động tại khu vực quận tư Cũng như các vùng lân cận Tuy nhiên không còn rầm rộ, ăn bay như thời trước Thay vào đó là một kiểu hoạt động kín đáo, âm thầm Nhưng đụng chuyện thì vẫn xuống đường như bình thường trên đây là tiểu sử thắng mã tà dân anh chị quận từ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV đại bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.